Chắc kia. Sao rồi chị? Thôi. Bình tĩnh. Ngồi xuống. Em nha, em phải cực kỳ bình tĩnh luôn, biết không? Trời ơi, chị run giùm em luôn á. Là giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, tụi nó hẹn nhau dưới gốc me đèn mờ. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật mà hẹn nhau dưới gốc me đèn mờ. Thôi kệ đi. Mày đừng có quan tâm nơi chốn, mày chỉ còn quan tâm hành động của tụi nó thôi là được rồi, hiểu không? Đó. Thằng này bồng thằng kia bồng thằng này, xoay 180 vòng. Đó. Chưa kể nha, bồng nhau lên xe, dạng hán ra, xong rồi chạy xe đi trong đêm tĩnh mịch. Thằng kia thằng này là làm sao? Chị sầu nhiều em luôn đó. Thằng này là chồng em, còn thằng kia là chị nè. Em cọc tính dữ vậy đó hả? Đau nha. Chị nói lộn, chị nói lại em làm gì ghê vậy? Thằng kia là thằng trà xanh, chồng mày bế nó lên xe, dạng bắp dế ra, bốn mắt nhìn nhau, chạy xe đi trong đêm tĩnh mịch. Ghê không? Rồi, khỏi nói. Tao nhìn cái ánh mắt này là tao biết mày không tin tao rồi cái gì. Thôi được rồi. Trời ơi, không tin thôi, tao không nói nữa. Tin, nhưng mà chỉ có nói quá không vậy? Quá cái gì mà quá? Tao biết mày thế nào mày cũng nói vậy, nên tao thủ sẵn hết rồi. Tan chứng, giật chứng, rành rành. Mày chói, mày... Đây, đó, coi đi. Cái hình gì mà câm vậy? Khúc đó chưa lấy nét, lướt qua. Đó, lướt qua cái nữa. Cú máy để đời của tao á, lướt qua đi. Thấy biển số xe. Lúc đó lo coi nhiều quá, sao mà để cái máy dưới thấp quá nên quay được cái biển số xe. Ủa, rồi cái cú xe vòng đâu? Khúc đó lo coi quá quên quay. Em biết ngay mà, em không tin chị đâu. Đáng. Hỡi chàng trai lật mặt. Mày đừng có thái độ đấy với tao. Nửa đêm mày gọi tao hả, giật ngược giật xuôi, thân gái dậm trường, phải đi ra ngoài đường á, chụp hình quay phim, điều tra cho mày. Rồi bây giờ mày nói tao như vậy đó, có được chịu nổi không? Thôi, em xin lỗi. Nhưng mà sự việc có đến mức nghiêm trọng như chị nói đâu. Không nghiêm trọng như tao nói hả? Không nghiêm trọng mà làm sao mà nửa đêm hai vợ chồng đang chơi với nhau rất vui vẻ mà nó lỡ lòng nào nó trì hoãn lại, nó chạy ra gốc me đèn mờ, nó hẹn hò nhau, xong rồi nha, thằng này bồng thằng kia bồng thằng này, xoay 180 vòng. Đó, thằng chồng mày bồng nó lên xe, dạng bắp dế ra, phóng đi như trong đêm. Mày giải thích đi. Em không biết, nhưng mà em tin. Tin cái cụ lòi á. Mày á, tao đánh cho chừng nào mà mày tỉnh ra thì thôi. Mấy chừng nào mày khôn được cái tao nữa, bực bội à. Jackie. Em về trước nha. Jackie. Tina, dậy đi con. Ngủ nhiều quá. Dậy đi, về phòng ngủ đi, trời sáng rồi. Không, con muốn ngủ đây. Thôi Tina. Cho con nó ngủ đi anh. Dạ, yeah. Qua đây với bà nè. Ủa, như áo anh bị gì hả? À, chính gì hả anh? Em sao vậy? Anh thấy em hơi buồn á. Không, em bình thường mà. Tại buổi sáng hơi mệt tới xíu.
Hay là chiều anh đi làm về, anh đưa em đi khám bác sĩ nha. Thôi không cần đâu anh, em ngồi nghỉ một xíu, em cũng hết mệt mà. Đi làm đi anh. Hey, công nhận thằng John Mott của mình coi vậy mà nó cũng biết ý mình ghê. Đưa hũ kem sức chưa được bao lâu, da mặt thấy nó căng ra hẳn. Tiến triển tốt. Được. Con. Mẹ ơi, nhắn tin đi, con làm trễ rồi, nhớ không? Trời đất ơi, kêu nói chuyện, kêu nhắn tin đi, thiệt. Hey, Dương! Trời đây, con yêu cục cưng, con thương cục cưng, có gì nói chuyện sao nha cục cưng? Con nhỏ đây, trời đất ơi, con với cái. Hey, John Mott. Con, kem con đưa cho mẹ đánh đẹp lắm. Dạ, con hơi mệt, lát nói chuyện sau nha má tròn. Trời đất ơi, tất cả mọi người trong nhà này thoáng qua như một cơn gió. Tina. Đó, chỉ có Tina của nội thôi nè. Tina nè, con có thấy nội có gì lạ không? Con qua đây con hửi mặt nội có thơm không nè, nhảy lên. Nội phiền quá à, con nghe suy nghĩ mà. Trời đất ơi, con nói chuyện kiểu đó là nội đánh đòn con nha. Nội không đánh con hả? Không, nội nói thôi, nội đâu có đánh con. Không, nội làm đúng á, nội đánh con đi. Hả? Tự nhiên dạo này á, Jackie á, có hiền lành không chịu ruột đánh con thấy thiếu thốn quá. Hay là nội la mắng ruột đánh con đi, cho con có cớ để con la làng rồi con cãi lại. Chán chết. Thôi, không chơi nội nữa đâu. Cuộc vui đã hết, tôi là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời. Trời ơi, mọi người trong nhà này sao vậy ta? Được rồi, hôm nay phải làm cho thật tốt. Đây cơ hội cuối cùng của mày rồi đó, thì Dương ơi, cố lên! Yes, yes, yes! Được lắm, thấy hình cũng được nên tôi mới nhịn đó. Chỉ cần ảnh Facebook Photoshop quá tay, không giống người thật thì... Ờ, xin chào, cô là Thùy Dương đúng không? À, tại hồi nãy trên đường tôi qua đây có tai nạn giao thông nên tôi không... Không sao. À, em mà thấy vậy em cũng dừng lại em giúp đỡ nữa. Nên làm. Trời ơi, con cá bự quá, sao vậy trời?